Thưa quý vị và các bạn, Avdiivka trong thời gian gần đây đã trở thành mắt bão trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Trong những ngày gần đây, các lực lượng của Moscow đã dần tiến công về phía bắc Avdiivka, cách Donetsk gần 5 km, với mục tiêu sẽ bao vây thành phố này và kiểm soát một trong những pháo đài kiên cố nhất của Ukraine trên tiền tuyến. Trong khi đó, Kiev cũng gia cố tấm khiên của mình bằng cách điều thêm lực lượng từ mặt trận phía nam. Theo ghi nhận vào ngày 24 tháng 10, Avdiivka gần như là mắt bão của cuộc xung đột. Cứ vài phút, lại rền vang tiếng pháo khi quân đội Ukraine cố gắng chặn đà tiến công của Nga. Trong những ngày gần đây, các lực lượng của Nga đã tiến công 6,4 km qua Krasnohorivka ở phía bắc Avdiivka. Ngày 24 tháng 10, Nga tuyên bố nước này đã kiểm soát được đống xỉ lớn của nhà máy than đá và hóa chất của thành phố, một đòn giáng chiến thuật với Ukraine. Truyền thông Nga thì đưa tin, sau khi kiểm soát được bãi xỉ thải, một điểm cao vô cùng quan trọng ở phía bắc Avdiivka, quân đội Nga đã phát triển thế tiến công. Những thông tin mới nhất cho thấy, lực lượng của Moscow đang tiến vào nhà máy luyện cốc Avdiivka từ phía đông. Trong 24 giờ qua, cả hai cánh Bắc và Nam của Nga đều có những bước tiến mới, siết chặt vòng vây, ép chặt khoảng 20.000 quân Ukraine đang cố thủ trong thành phố chiến lược. Chiều ngang của miệng túi hiện chỉ còn khoảng xấp xỉ 7 km. Từ hai cánh, hỏa lực bắn thẳng của Nga coi như đã khống chế hoàn toàn đường ra vào thành trì kiên cố của Ukraine. Phản ứng trước các cuộc tấn công dữ dội của Nga, Ukraine đã triển khai các tiểu đoàn từ ít nhất một lữ đoàn trên mặt trận phía Nam tới Avdiivka. Ukraine cũng tuyên bố Nga đã tổn thất đáng kể các phương tiện quân sự khi tấn công Avdiivka. Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 27 tháng 10 cho biết, trong cuộc tấn công mới nhất, Nga đã mất ít nhất một lữ đoàn khi cố gắng giành quyền kiểm soát thành phố Avdiivka ở Donetsk. Theo các nguồn tin mở, một lữ đoàn quân đội Nga có thể có từ 2.000 đến 8.000 quân nhân. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác thực. Theo giới quan sát, leo thang căng thẳng ở Avdiivka đang gợi nhắc lại cuộc giao tranh khốc liệt kéo dài nhiều tháng ở Bakhmut, khi mà hai bên giằng co với thương vong đáng kể để giành quyền kiểm soát thành phố gần như bị phá hủy này. Sau cùng, quân đội Nga đã giành được chiến thắng tại Bakhmut vào hồi tháng 5 năm nay. Tuy nhiên, Avdiivka ở thời điểm hiện tại thậm chí còn được cho là mục tiêu có giá trị chiến lược hơn Bakhmut. Kiểm soát Avdiivka có thể mở rộng tiền tuyến thêm 50 đến 60 km và tạo nên một cửa ngõ từ Donetsk tới các thành phố khác. Điển hình như Kostiantynivka ở phía Bắc, vốn là mục tiêu quan trọng trong nỗ lực của Nga nhằm kiểm soát toàn bộ Donbass. Moscow cũng muốn kiểm soát Avdiivka để có thể phòng thủ tốt hơn ở Donetsk trước các cuộc tấn công của Ukraine trong tương lai. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những vị trí được củng cố vững chắc nhất trên tiền tuyến. Người đứng đầu chính quyền quân sự Avdiivka, ông Vitaly Barabas cho biết, các cuộc tấn công gần đây của Nga không giống bất cứ điều gì mà ông từng chứng kiến trong thời gian dài giao tranh trước đó, với việc Moscow triển khai số lượng lớn lực lượng và trang thiết bị tới đây. Nga đã bắt đầu nối lại cuộc tấn công vào Avdiivka từ ngày 10 tháng 10, khi Moscow điều 3 lữ đoàn và 100 đơn vị trang thiết bị tới đây, các quan chức Ukraine cho hay. Theo ông Michael Kaufman, học giả cấp cao tại chương trình Nga và Á-Âu tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, thì rõ ràng quân đội Nga đang cố giành thế chủ động. Dù vậy, ông này cho rằng giành được Avdiivka không cải thiện đáng kể vị trí của Nga. Lực lượng Moscow khó có thể duy trì đà tiến công hay đạt được đột phá lớn. Ở một diễn biến khác cũng liên quan đến xung đột Nga-Ukraine là chiến trường Bakhmut, Nga được cho là đã đổi chiến thuật sang săn tìm. Theo đó, quân đội Moscow sử dụng pháo hạng nhẹ, dụ đối phương tìm chỗ trú ẩn trong một vị trí thuận tiện để tấn công, sau đó khai hỏa pháo hạng nặng khi quân đội Ukraine đã rơi vào tầm ngắm. Chiến thuật này đang được Nga sử dụng để đối phó với các lực lượng của Ukraine gần Klevchevka ở Bakhmut. Kế hoạch được thực hiện bằng việc sử dụng đạn pháo cỡ nòng 80mm và 120mm. Khi quân đội Nga xác định được một đơn vị của đối phương, họ sẽ nã pháo cỡ nòng 80mm, đồng thời dồn đối phương vào các chiến hào hoặc chỗ ẩn nấp. Nhìn chung, tổng thể cục diện xung đột Nga-Ukraine trong thời gian vừa qua là Ukraine mất gần như hoàn toàn đà phản công mà họ đã xây dựng từ đầu mùa hè. Trong khi đó, Nga đã bất ngờ chuyển tư thế phòng thủ
sang tấn công vào nhiều mắt xích chiến lược của Kiev. Trong một bài phân tích về cuộc phản công mùa hè của Ukraine, tờ báo Pháp Le Monde nhấn mạnh đến 3 nhân tố khiến chiến dịch này không đạt kết quả như mong đợi. Thứ nhất, đó là quyết định của Nga khi chủ động rút quân khỏi Kherson và xây dựng hệ thống phòng tuyến kiên cố vào cuối năm 2022. Thứ hai, việc Ukraine thiếu các kỹ năng chiến thuật và chiều sâu chiến lược của Nga lớn hơn. Và thứ ba, khả năng thay thế lực lượng và trang thiết bị bị tổn thất của Nga kịp thời hơn Ukraine. Mới đây, Nga vừa tuyên bố các lực lượng của nước này đã sử dụng hệ thống phòng không S-400 kết hợp với máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không A-50 để bắn hạ máy bay chiến đấu của Ukraine. Hãng thông tấn TASS của Nga cho biết, sự kết hợp giữa hệ thống S-400 và máy bay A-50 đã được thực hiện một cách hoàn hảo trong chiến dịch quân sự để chống lại lực lượng không quân của đối phương. Hệ thống phòng không S-400 đã đạt tới tầm bắn tối đa, nhằm vào các mục tiêu ở độ cao gần 1.000m, sử dụng đầu đạn mới của tên lửa phòng không dẫn đường, dẫn đến việc bắn rơi nhiều máy bay chiến đấu của Ukraine. Nhờ khả năng bay cao, A-50 có thể phát hiện các máy bay của Ukraine cất cánh từ các sân bay quân sự bí mật hoặc các sân bay đã đóng cửa của Ukraine, thậm chí từ các đoạn đường cao tốc. Với hệ thống tên lửa S-400, nó có thể vươn đến một khu vực nhất định nhờ hệ thống dẫn đường quán tính hoặc các lệnh được gửi trực tiếp từ trạm radar đa chức năng của máy bay A-50. Sau đó, tên lửa đánh chặn bắt đầu tìm kiếm mục tiêu, định vị và cuối cùng phá hủy mục tiêu. Tầm bắn của hệ thống này rất lớn, có thể lên tới 400 km hoặc thậm chí xa hơn. Hãng thông tấn TASS dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trong chuyến thăm lực lượng tại Vostok ở phía đông Ukraine cho biết, lực lượng của Nga đã bắn rơi 24 máy bay Ukraine, gồm Su-27 và MiG-29 trong 5 ngày. Tuy nhiên, ông Shoigu không nêu rõ có bao nhiêu máy bay trong số này bị cặp đôi S-400 và A-50 bắn hạ. Theo nhà phân tích Harvester, sự kết hợp giữa S-400 và A-50 đã cho phép Nga thực hiện một giao ước. Theo đó, thông tin về mục tiêu do A-50 cung cấp sẽ được truyền trực tiếp đến tên lửa của S-400, khiến đối phương không thể ngờ rằng tên lửa đang nhắm vào họ. Giải thích về điều này, một số chuyên gia lưu ý, trong giai đoạn đầu, tên lửa bay theo hệ thống dẫn đường quán tính. Khi đến gần mục tiêu, nó mới nhận được sự điều khiển của hệ thống radar trên A-50. Với sự hỗ trợ của máy bay cảnh báo sớm, tầm bắn của tên lửa có thể mở rộng đáng kể. Hệ thống phòng không tiên tiến như S-400 sử dụng các radar giám sát và theo dõi tinh vi, phát ra tần số rất mạnh, có thể kích hoạt bộ thu cảnh báo radar trên máy bay. Nhưng điều này cũng khiến S-400 có nguy cơ để lộ tần số radar trước đối phương. Radar theo dõi của S-400 sẽ không thể hoạt động ở chế độ dự phòng khi cố gắng tấn công các mục tiêu nằm trong tầm bắn tối đa. Sau khi TASS đưa tin tên lửa của S-400 được bắn ở phạm vi tối đa, các nhà phân tích cho rằng đây có thể là tên lửa 40N6E có tầm bắn xa nhất là 400 km. Tên lửa nhiều khả năng được bắn ở chế độ khóa mục tiêu sau khi phóng. Hướng dẫn và dữ liệu về mục tiêu từ máy bay A-50 sẽ được cung cấp ở giai đoạn giữa chặng bay và lưu trữ trong hệ thống định vị của tên lửa. Ở cuối chặng bay, tên lửa sẽ xác định chính xác và tiêu diệt mục tiêu. A-50 là máy bay trinh sát và cảnh báo sớm tiên tiến của Nga, có thể phát hiện, xác định và cùng lúc theo dõi nhiều mục tiêu. Nhờ trang bị hệ thống radar theo dõi Shmeem, A-50 có khả năng theo dõi mục tiêu mặt đất ở khoảng cách lên đến 300 km, theo dõi mục tiêu trên không cách xa lên đến 650 km và phát hiện các vụ phóng tên lửa ở khoảng cách lên đến 1.000 km. Điều đáng chú ý là máy bay này có khả năng dẫn đường cho tên lửa bay tới mục tiêu trong phạm vi 400 km, nhưng vẫn chưa rõ liệu radar Shmeem hoặc phiên bản nâng cấp của radar này có thể cung cấp sự chỉ dẫn liên tục để radar của tên lửa hành trình hoạt động ở chế độ thụ động hay không. Trong bối cảnh các máy bay tuần tra cảnh báo sớm E-3 Sentry AWACS và RC-135 Rivet của NATO tuần tra bên ngoài biên giới phía Tây và phía Bắc Ukraine, cũng như khu vực dọc danh biên giới phía Tây của Belarus đến vùng Baltic nằm bên ngoài không phận Nga, việc kích hoạt đầy đủ các tính năng của radar S-400 là điều rất rủi ro. Do vậy, Nga có thể đã quyết định thử nghiệm kết hợp tổ phòng không này với máy bay cảnh báo sớm A-50.